inbox. Fusion Strike, Elite Trainer Box. Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station và đặc biệt những bạn nào là fan của series Pokemon TCG trao lưu thẻ sưu tập Pokemon. Ngày hôm nay anh có tay mình có một vài tin hấp dẫn và một video hoành tráng cho các bạn về chủ đề Pokemon TCG đây. Oh yeah. Ok, nói về tin tốt đầu tiên của ngày hôm nay thì đó là ba bộ sản phẩm Pokemon TCG này. Một cái Collector Treasure Chest ở dạng một cái tin lunchbox như thế này, rất là đẹp ha. Một hộp Sword and Shield Fusion Strike Elite Trainer Box. Cái này trong tập họp giao ban lần trước chúng ta cũng đã mở một hộp rồi và ở đằng sau cũng thuộc Fusion Strike luôn nhưng mà là Hoopa V Box. Featuring một lá promo Hoopa V kèm theo một lá Jumbo siêu to khổng lồ ở đằng sau. Oh yeah. Thì cả ba cái box này đều là quà mà Toy Station của chúng ta được nhận từ GameStop.vn. Rất cảm ơn các bạn trong team GameStop.vn rất là nhiều. Do đó là trong tập này mình có mở ra lá hiếm gì đi ăn nữa cũng sẽ là auto lời nha các bạn. Tiếp theo một cái tin thứ hai mà cũng liên quan đến một câu hỏi mà các bạn hỏi mình rất là nhiều ở trên kênh Toy Station về cái Pokemon TCG này. Đó là Toy Station hay order những sản phẩm của Pokemon TCG chính hãng ở đâu? Và lý do mà mình cũng rất là ít khi trả lời cái câu hỏi này một cách chính thức, bởi vì cách đây 1-2 năm thì tất cả những cái nguồn Pokemon TCG chính hãng mà mình order thì nó đều là từ bên Mỹ về. Một số là nguồn ở bên Canada rồi cũng lâu lâu thi thoảng ở bên châu Âu. Nói chung nó là cả một cái quy trình nhờ người thân, người quen bên nước ngoài mua order ship về qua nhiều bước, chi phí đội lên 2-3 lần. Và yes, chắc chắn là nó sẽ không có một cái đường link cụ thể để mà các bạn có thể order. Rồi gần đây thì cũng có một số những cái nguồn seller ở Việt Nam họ nhập nhỏ lẻ xách tay về. Bạn nào đã sưu tập rành về Pokemon TCG rồi thì có thể nhận biết được. Nhưng mà những bạn nào mà mới á thì sẽ rất dễ bị nhầm lẫn với hàng fake ha. Cho nên là anh Katay mình cũng rất là ít khi chia sẻ những cái nguồn nào mà bán Pokemon TCG chính hãng ở Việt Nam. Nhưng một khi đã giới thiệu thì sẽ giới thiệu cho các bạn, anh em và cô dì chú bác một địa chỉ uy tín luôn. Đây, mọi người vào trang web GameStop.vn ha. Thoạt nhìn thì như một cái trang web của một cái store bán đồ nhỏ lẻ bình thường thôi, nhưng mà họ có đăng ký công ty rồi nha các bạn. Có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh các thứ ha. Đây, ngày giờ đăng ký kinh doanh. Các mặt hàng sản phẩm thì rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác nhau. Từ những sản phẩm figure này nọ các thứ liên quan tới không những chủ đề về Pokemon không, mà về anime vân vân nữa. Đây mình thử bấm vào Pokemon nhé. Đây, có mô hình tỉnh ha. Mô hình có khớp rồi có thẻ bài TCG nè. Đây, bấm vô TCG. Dùng chọn vô Elite Trainer Box đi. Bam, có luôn. Champion's Path, có luôn á, còn luôn á. Shining Fate nè, các thứ luôn các bạn ơi. What? Mấy ông còn cái hộp này luôn á. X and Y. Trời ơi, cái series này nó hơi bị cổ. Oh yeah, cho nên giá nó cũng hơi mắc các bạn ạ. Mấy cái series mới thì giá rất là sát với thị trường nha. Thị trường bên Mỹ luôn ấy, chứ không phải là ở Việt Nam không. Yep, thì cách đây hơn nửa năm mình phát hiện ra GameStop.vn cũng không chắc 100%, cho nên là mình cũng có order một vài sản phẩm, một vài lần thử về Pokemon TCG. Bởi kiểu mình thấy, ủa sao cái giá, sao nó sát với lại bên thị trường bên Mỹ dữ vậy ta? Tính luôn tiền ship, tiền này tiền nọ, sao mấy ông này ăn lợi ít vậy? Đấy, nhiều khi nghi nghi hàng phá kê đó các bạn. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ order thử về. Thì giá hoàn toàn là hàng real. Rồi từ đó thì mình cho GameStop.vn vào một trong những cái nguồn mà mình mua order Pokemon TCG. Rồi cho đến một ngày định mệnh, GameStop.vn cũng đã email cho mình. Và mình cũng đã có dịp ngồi xuống trao đổi với các anh em trong team founder của GameStop.vn, hiểu được những gì các bạn đang làm và đang muốn làm đối với cái mảng thẻ Pokemon TCG nói riêng và những cái đồ chơi sưu tập nói chung. Chưa kể là những màn flash khoe thẻ hiếm Pokemon TCG qua lại giữa mình với lại một số bạn ở trong team GameStop.vn nữa. Cuối cùng là dừng lại ở cái vòng mà bạn bên team kia khoe cho mình con Pikachu Rainbow Rare tỷ lệ ra là 1/10,000. Cái thôi mình cay quá, mình cúp video call luôn tại vì mình chưa có lá đó. Nói giỡn thôi. Nhưng mà bởi vì trước khi mà mình giới thiệu với các bạn một cái địa điểm hay là một cái nơi nào để các bạn có thể tin tưởng để mua những cái món hàng đồ chơi sưu tập chính hãng ấy, thì mình luôn luôn tìm hiểu về cái nơi đó rất là kỹ và gần như là mình luôn luôn đề nghị sẽ nói chuyện trực tiếp với lại cái bên đó để mà xác nhận coi các bạn có phải là legit hay không, có chung cái tần số não suy nghĩ giống như mình hay không, kiểu kiểu vậy đó các bạn. Thì hôm nay mình có thể verify với các bạn là GameStop.vn là một cái địa điểm rất là đáng tin cậy để mà cho những anh chị em nào thích về bộ môn sưu tập thẻ Pokemon TCG này có thể ghé qua ha. Mọi người có thể tham khảo trực tiếp qua trang GameStop.vn hoặc là search ở trên Shopee hoặc là Lazada cũng được, họ có cái gian hàng chính thức của GameStop.vn ấy. Alright, phần tin tức hấp dẫn đã hết. Bây giờ xin mời các bạn cùng anh Kota chúng ta bước vào phần bùng nổ đun 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 của video này nha. Let's go. Chúng ta sẽ bắt đầu với Elite Trainer Box Fusion Strike. Yep, mở seal right now.
Đây là cuốn Player Guide quen thuộc. Ở tập trước mình cũng đã show cho các bạn coi kỹ rồi. Và chúng ta đã không nhắm thì thôi, nhắm tới 3 mục tiêu cao nhất, những lá Ultranera có giá trị cao nhất trên thị trường chợ nổi của series Fusion Strike này: Aspion VMAX và Mew VMAX Ultranera. Những cái vật phẩm bên trong thì quá quen thuộc rồi. Bộ sleeve ha, xem nào. Nice, hoàn hảo luôn các bạn ơi. Có lời khen cho độ hoàn thiện của những cái bộ sleeve từ hãng Pokemon vào thời gian gần đây nha. Rất là đã mắt. Ok, bộ Energy. Ui, cái này là Divider. Còn cái lá code, à không, cái lá code lần trước mình đã giữ lại một code rồi. Lần này giveaway cho các bạn một cái code xịn luôn nha. Let's go. Đấy, cái code này bạn nào có chơi Pokemon TCG Online hoặc là Pokemon TCG Live, cái phiên bản mới bây giờ đó, biết thì biết, không biết thì cũng không sao nha. Bình thường thôi, bộ Dice Token. And yep, 8 Booster Pack Fusion Strike. Clean up một tí và chúng ta cùng bắt đầu. Đến với pack đầu tiên, featuring artwork của Genesex, một mythical Pokemon. Xem nào. Và yes, từ tập trước thì chúng ta đã confirm rồi ha. Đối với cái format của thẻ code mới bây giờ thì nó cũng có một cái để mà chúng ta có thể nhận biết được là pack nào có thể hiếm hay không. Cho nên là bây giờ mình sẽ để thẻ code tạm thời qua một bên trước. Đấy. Rồi, đặt ra đằng sau nè. 1, 2, 3, 4. Ok. Làm một cái psychic cho nó chuẩn nè. Xét. Không sao. Đoán năng lượng sai là nghề của anh mà. Cook. Mogram. Quick Ball. Minun. Boltoy. Galarian. Kosola, Quillfish, Vulpix, Victini, một em Pokemon mythical huyền ảo có cái hình shape cái đầu chữ V như thế này. Em này thì bạn nào có theo dõi content Pokemon Go của mình ở trên kênh Hành Trình Pokemon thì sẽ biết là mình đã có em nó 100% IV. Mỗi acc chỉ được phát một em duy nhất thôi ha. Rồi, ok, let's go now, let's go now. Mở bát cho tập này sẽ là... Yo, Claydol. No problem, no problem. Pack thứ hai, artwork của Gigantamax Gengar, cũng là cái artwork mà mình đang muốn kiếm đây. Let's go now. Let's go now. Ý, quên giveaway code rồi. Chút nữa ghi double nha các bạn. 4 lá nha. Let's go. And Duck. Boom. Fighting. Madibuzz. Ninetales. Woo. Artwork hơi bị đẹp luôn. Một thu lá rơi các thứ. Farewell Bell. Toxel, Staryu, Mawile, Makuhita, Panpour, một em lương điện, Electros, and yup, pop. Toxtricity. Đây, có thể là một pack hit rồi, nhưng mà hit phần nửa thôi các bạn ạ. Holo Rare. Cho các bạn xem kỹ một chút xíu về cái Holo Rare của Fusion Strike, xem nó có cái gì mới không ha. Có cái mới, nó là ký hiệu Fusion Strike trên đây nè. Còn lại thì giống như là những cái series trước đây thôi. Alright. Pack thứ 3 và artwork của em chó điện Bolturn. Oh no, mình lại quên giveaway code rồi. Thôi, giveaway để chấm công chút để nhiều quá. Tạm để này xuống đây nha các bạn. Đấy. Code nha. Alright. Code đằng sau. Đây. 1, 2, 3, 4. And Grass, Fire, Graveler, Mushana, Heatmore, Snorm, Onix, Jigglypuff, Durant, Pansier, Landorus, Legendary Pokemon. Mấy em Reverse Holo toàn là Mythical với lại Legendary không ha. Ông thần đất này còn có hai ông anh em nữa là Tornadus, Landorus là ông này. Rồi, gì nữa quên rồi ta. Cái gì Rutrus nữa. Tự nhiên cái đùng cái mình quên rồi. Thunderous, Thunderous. Ông gió, ông sét, ông này, ông đất. Rồi mỗi ông lại có thêm một cái form thú nữa. Wow, bạn nào mà không có quen với thế giới của Pokemon thì nó hơi rối ha. Nhưng mà lá đằng sau không rối nè. Nhìn đẹp là được rồi. Yo. Sarina. Lá đây. Có rồi. Có rồi. Come on. Là một lá V nha các bạn. Nhưng mà mình đã mở được trên livestream rồi. Em này mình hay gọi là công chúa măng cục á. Bởi vì yes, chính xác em nó là lấy ý tưởng từ quả măng cục á. Alright. Ok, thôi cũng coi như là hit đầu tiên. Hit đầu tiên của tập này. There we go. Pack thứ tư nè. Với artwork của Mew lộn ngược
hãy làm cho một quả lộn ngược tình thế. Thật là ngoạn mục nào. VMAX Rainbow Rare. Tính ra thì cũng khá là lâu rồi các bạn. Khá là lâu luôn rồi đó. Mình chưa được thấy lại một lá Rainbow Rare nha. Come on. Come on. Psychic nào. Come on, yeah, let's go. Boom. Metal. Schoolboy. Chili. Zillion and Crest. Okay, bộ 3. Glysaur, Stuffle, Sanigas. Em Pokemon hình một cái đống cát biển. Plozo. Em này nếu bạn nào không quen lại có thể nhìn nó mang máng giống như Pikachu nhưng mà không phải nha. Vulpix, Meltan, Cramomatic. Cái máy này nó đo cái gì ta? Nó là hình một cái máy được thiết kế theo cái em Pokemon chim Cramorant. Và cái chức năng cụ thể của cái thẻ này, coi vậy mà cũng xịn nha. Tung một đồng xu, 50-50. Nếu mà mặt ngửa thì chúng ta sẽ được lấy bất cứ một cái thẻ nào ở trong cái deck. Hơi bị ok luôn á chứ nhờ. Alright. Boop, Absol. Pack thứ 5 nào. Nhưng mà trước pack thứ 5 là giveaway code nhé. Nếu như bạn nào mới sưu tầm thẻ Pokemon TCG mà có một cái thắc mắc đó là ok, nếu như chúng ta mua một cái hộp như là Elite Trainer Box hoặc là một cái hộp gì đó nó đặc biệt, nó hoành tráng thì cái tỷ lệ mở ra thẻ hiếm của những cái booster pack ở trong cái box đó đó nó có cao hơn hay không, kiểu là dễ mở ra những thẻ hiếm hơn hay không. Thì xác nhận với các bạn luôn là cái tỷ lệ nó vẫn sẽ như bình thường nha, nó không có gì là thay đổi cả. Và đã rất nhiều trường hợp fire nước. Trên kênh Toy Station chúng ta đã có những cái tập trắng tay với Elite Trainer Box. Rồi, vậy thì các bạn hỏi vì sao mà chúng ta mua những cái box đặc biệt như thế này. Đơn giản là vì sưu tập thôi các bạn. Đây nè ha, chúng ta sẽ được thứ nhất là cái hộp như thế này. Artwork rất là đẹp. Rồi rất là nhiều những cái vật phẩm bên trong như là bộ sleeve này nè. Đó, cũng đáng giá đấy. Rất là giá trị nếu như mà các bạn có muốn theo đuổi cái trao lưu này lâu dài. Rồi kiểu là build một cái deck ở bên ngoài để mà chúng ta gọi là ba đồ bên ngoài đời thật á. Còn nếu như các bạn chỉ thích đơn thuần sưu tập những cái thẻ hiếm như VMAX thì nọ thôi thì chỉ cần mua những cái pack booster lẻ như thế này cũng rất là ok rồi. Kinh tế nữa. Mudkip, Sandshrew, Cufant, Impidimp, Mana, and Yup, Gorbis, come on. Đấy, bây giờ hơn 50% rồi. Chúng ta được một hit. Hy vọng đây không phải là hit duy nhất của cái box này nhá. Nhớ. Vô nào. Psychic please. Dark. Bây giờ ra hết rồi đó, trừ psychic rồi đó. Halucha, Lapras, Depri, Makuhita, Rookie D, Galarian Darumaka, Silipede, Dew Powder. Oh, catch that card. Có đây nha các bạn. Ok. Hai pack cuối cùng của cái box này. Xem nào. 1, 2, 3, 4. Psychic nào, come on. Đáng như nào ra thôi luôn á. Grass. Lulupi. Lopunny, chứ không phải Lulupi. Marshstorm. Cross Receiver, Mona, Melth, Marill, Helioptile, Wooloo, Barrascuda, một em cá quằn quại nhảy lên dưới sông. Vút. Yes. Gengavi. Let's go. Wow. Này đẹp luôn á mọi người ạ. Hình như là em nó đang sử dụng chiêu Shadow Ball thì phải. Và các bạn coi cái lấp lánh ở ngay cái con mắt nè. Đã ha. Con em này khá đẹp ấy. Khá thích, mặc dù chỉ là một lá vi thôi. Suýt nữa thì có chuyện để nói. Cho vào sleeve. Đấy. Giveaway code luôn. Đấy. Và pack cuối cùng nè. Chúng ta đã có 2 hit rồi. Nhưng mà là 2 hit vi. Quất thêm một phát Rainbow Rare đi. Là coi như cái box này siêu lời. Ê, kiểu là well, nó là cái quà tặng thì mình cũng đã lời rồi. Nhưng mà sẽ là gọi là siêu lời. Psychic.
No. Galarian Damarchion, Phalanx, Simisage, Trubbish, Totodile, Phantom, Snorlax, Snorm. Okay, Swampert, and Rainbow. Okay. Mm-hmm. Yep. Tốt nha các bạn. Alright. Trong cái không may mắn lắm thì nó cũng có cái may mắn ít đỡ hơn là không có hit nào nha các bạn. Thì điều này nó lại càng confirm nữa là tỷ lệ của những cái booster packs ở trong những cái box đặc biệt này nó vẫn hoàn toàn ngẫu nhiên như là bình thường. Có những tập cũng chỉ với một EBT, viết tắt của Elite Trainer Box á, chúng ta có những siêu hàng khủng. Rainbow Rare, Gold Trainer Full Art trong một box thôi á. Yeah, rồi có những tập như thế này. Đó, khoảng 1-2 tới 3 lá V. Và thi thoảng cũng có một số những cái box mà gọi là chỉ có Holo Rare thôi. Đấy, coi như là trắng tay. Kiểu tố hình xui mây rồi đó, nó cũng làm nên cái sự hấp dẫn của cái trao lưu sưu tập thẻ Pokemon TCG cũng như là cái giá trị thật của những cái lá hiếm này ha. Chứ còn pack nào cũng mở ra hiếm hết thì nó là hàng pha ke chứ cũng chưa bán 2.000 pack rồi các bạn. Ok. Tiếp theo nè, chúng ta có một cái mã box của cũng của thuộc cái đợt release của Fusion Strike luôn. Một hộp Hoopa V-Box. Đấy, trong thiết kế rất là bắt mắt. Thì bên trong cái hộp này chúng ta sẽ có một lá promo của Hoopa V, rồi một lá jumbo size của Hoopa V luôn. 4 booster packs cộng thêm một cái code đặc biệt vào. Thông tin ngoài lề một chút xíu thì em Hoopa V này cũng đang được feature ở trong Pokemon Unite như là một tướng mới các bạn có thể pick ha. Là một Pokemon mythical luôn. Dáng original thì rất là nhỏ xinh xinh. Còn cái form mà gọi là bự khổng lồ nhiều tay dữ tợn này nó là cái form unbound, giống như là gồng siêu siêu da vậy, kiểu vậy. Alright. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cái hộp này ra coi nào. Đấy. Whoops. Ok fine. Lỡ thấy lại code luôn rồi. Giveaway cho các bạn một cái gọi là thẻ siêu đặc biệt luôn. Những cái thẻ mà nó đi kèm ở cái box ở bên ngoài như này các bạn thì chúng ta sẽ có những cái item đặc biệt hơn ở trong game ha. Rồi, đây là 4 booster pack. Wait a minute. À, trời ơi. Chơi mix giữa 2 pack Fusion Strike với lại 2 pack series cũ các bạn à. Vivid Voltage nè. Có khi nào chỉ với một pack được khuyến mãi này mà mình mở ra em chu béo săn bữa giờ không ta? Mà rớt vô tập này nữa. Qua từ GameStop.vn nữa. Oh man. Rồi có một pack của Evolving Sky. Ok, yeah, được. Mình cũng rất là thích series này bởi vì có một vài em Evolution chưa có mở ra được. Ok, bây giờ xem cái lá, hai cái lá promo này đã. Lá jumbo này đây. Đấy. Pom 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 pom. Chúng ta có một lá Hoopa V Fusion Strike. Nó đẹp nha. Và nếu như các bạn thắc mắc là ủa, nếu mà một lá hiếm nó có sẵn ở cái box như vậy thì mình mua một cái box này nó xịn hơn. Không nha các bạn, bởi vì đây là những cái lá người ta gọi là những cái lá để quảng cáo ấy, kiểu là promo card. Nó sẽ có cái ký hiệu ở đây. Đó, cái ngôi sao nè, rồi cái chữ promo này nè ha. Những cái lá mà chúng ta kéo ra bất ngờ á. Đây, nó sẽ có cái logo của cái series và cái mã số nó khác. Còn những cái lá promo này nhìn vào là biết lá khuyến mãi. Theo đúng ra hồi trước á, là những cái lá promo này sẽ rất là ít khi mà được sử dụng để mà kiểu là tham gia vào một cái giải đấu chính thức á các bạn. Nhưng mà dạo gần đây thì luật của những cái giải đấu Pokemon cũng đã nới lỏng ra bớt rồi. Những cái và người ta cũng cho phép sử dụng luôn những cái lá promo này. Miễn sao là nó chính hãng ra được. Cho nên là tuy là promo nhưng nó vẫn có một cái giá trị nhất định ở trên thị trường chợ nổi ha. Ok. Cũng gọi là gì và này nọ. Cũng gọi là cho một cái sleeve ở đây đi. Đấy, còn đây một lá y chang như vậy nhưng mà siêu to khổng lồ. Yeah, lá này thì chắc chắn là không có thi đấu hay gì được rồi. Chỉ đơn thuần là mục đích trưng bày thôi, sưu tập thôi. Nhưng mà là lại một lần nữa, ở trên thị trường chợ nổi thì nó cũng có một cái giá nhất định cho nó. Đấy, cái hiệu ứng lấp lánh xéo xéo của em này ở đằng sau cái background trông rất là ngầu nha các bạn. Quá đẹp luôn. Ability của em này cũng hơi bị bá đạo nha. Miễn sao mà em nó đang ở trên cái sân đấu ấy thì cái thẻ này nó sẽ có thể mang song hệ luôn, Psychic hoặc là Dark. Alright. Chúng ta sẽ để cái này đây đi ha. Sau đây. Và bây giờ Moment of Truth, Vivid Voltage,
liệu rằng đây có phải là ngày định mệnh chúng ta gặp được chú béo không? Rainbow Rare không? Em Pikachu siêu to khổng lồ này sẽ rất là khác với những em Pikachu ở trong series Celebration nha các bạn. Bởi vì nó hiếm hơn rất là nhiều. Nó hiếm hơn và nó khóa mở hơn rất là nhiều. Ok. Và nếu mà nhìn nó nhớ không lầm thì em Rainbow Pikachu Gigantamax của cái series này nó vẫn là ở đâu đó giá trên 200 đô trên thị trường chợ nổi nha. Ok, xét đi nào, Pikachu. Xét. Wow. Trời ơi. Kịch bản hơi bị đẹp rồi đó các bạn. Mình nãy giờ là mình viết kịch bản là mở bài thân bài là hơi bị chuẩn rồi đấy. Trời ơi. Giờ có cái kết luận nó làm sao nè? Kết luận là ăn thua là học sinh xuất sắc hay là học sinh trung bình nè? B. Oh god. Come on. Học sinh khá rồi các bạn ạ. Học sinh khá rồi. Drapion V. Alright. Come on. Lá này chắc phải sẽ có 4 lá luôn rồi các bạn ạ. Thiệt sự luôn. Mở ra nhiều lắm rồi. Wow. Trời ơi. Một cái bài tập làm văn mình viết nó hay như vậy rồi đó. Thiệt sự luôn các bạn. Phân tích dẫn chứng này nọ ha. Kết luận chất quốc. Lạc đề cái phần kết luận luôn. Cho nên thôi, học sinh khá thôi. Tiếp theo nè, chúng ta có quyền gỡ lại nè. Đó là chuyện của cấp 1 rồi. Bây giờ lên cấp 2 nè. Evolving Skies. Ok. Đi thi học sinh giỏi thành phố luôn nè. Alternate Art. Rayquaza. Yeah. Duck. Boom. Grass. Dùm lại chút xíu. Rescue Carrier. Crystal Cave. Avalug. Phoebus. Hitmonchan. Slakoth. Patilil. Pikachu. Dream Ball. Ok. Chiếc banh Pokemon rất là mộng mơ. Startland. Học sinh trung bình luôn. Lên cấp 2 học sinh trung bình luôn. Ok, tiếp tục đà với lại Fusion Strike nha. Hai pack nữa. Coi như nào. Coi như thế nào. Đây ha. Cũng thêm một cái ví dụ nữa. Rõ ràng là cũng là một cái box đặc biệt nha các bạn. Và tỷ lệ thì cũng không nhất thiết là phải đặc biệt. Psychic. Bây giờ Psychic không ra luôn tao ơi. Bug Catcher. Fusion Strike Energy. Galarian Corsolar. Quillfish. Vulpix. Chansey. Galarian Zigzagoon. Farlinx. And trời ơi trơn tay mọi người ạ. Yup. Damn. Let's go. Here we go. Phải như vậy chứ. Trời ơi. Đây rồi mọi người ạ. Đây rồi. Một thẻ bộ ba trainer chili and Cillian and Crest. Ba ông này có ba quả tóc giống như là ba starter Pokemon vậy đó. Xanh dương nước nè, đỏ lửa, xanh lá cây grass nè. Ok, một lá trainer nha. Centering không tệ nhưng mà không phải là the best. Cho những bạn nào mới biết thì đây nó gọi là một cái độ hiếm full art. Cái phần artwork nó sẽ là nguyên một tràn ra ngoài luôn. Không có cái khung của cái phần description của cái chiêu hoặc là cái ability. Rồi quan trọng hơn nữa là cái phần mà các bạn khi mà sờ vào á. Đây, ở trên cái mặt này nó sẽ có những cái vân nha. Chúng ta sờ cái tay qua sẽ cảm nhận được đó, ngoài cái phần lấp lánh nó ra. Thì tính cho tới nay ấy, vẫn chưa có một cái công ty hay cái tổ chức nào có thể làm fake được cái độ bóng này của Pokemon TCG hàng chính hãng. Họ chỉ có thể kiểu là đem cái này họ scan lên rồi họ in ra cái hình thôi. Và cái độ bóng nó kiểu là cái độ cái foil nó là một cái lớp phim đó các bạn. Đó, những cái thẻ fake nó là như vậy. Còn cái thẻ này khi mà các bạn ví dụ đi nha, mình xé đó thì nó sẽ đi một cái rẹt từ đây qua đây luôn. Nó không phải là một cái lớp ly lông nha các bạn. Đấy, rất là hay luôn. Cho các bạn xem siêu close up. Đó không? Thấy có những cái phần vân các bạn. Đây, góc này dễ thấy nè. Cái chức năng của cái thẻ này đó là có thể rút ở trong deck ra 3 thẻ
có cái ký hiệu Fusion Strike như thế này ra và cầm trên tay luôn. Oh boy, thẻ này căng đét à, thẻ này căng đét à. Đoán sơ sơ coi, đoán sơ sơ nó tầm 8 đô nha các bạn. Để xem nha. Chili and Cillian and Crest ha, full art. Và giá của nó là 3 đô 58. Ok, thấp hơn có 50% so với giá định giá thôi chứ có nhiều. Rồi không sao, những cái lá này thì sẽ đầu tiên sẽ vào sleeve. Sleeve bình thường và sleeve ngược. Đó. Rồi kế tiếp vào một cái sleeve cứng gọi là top loader. Đây các bạn ha. Như vậy sẽ giữ cho thẻ chúng ta nó được thẳng rất là lâu, chống chày, chống ẩm này nọ cái thứ nữa. Go. Pack cuối cùng của box Hoopa Fusion Strike. Ý, mình mới chợt nhận ra là mình để một đống code luôn rồi, chưa show. Chút nữa show một lần 4 code nha các bạn ơi. Hoopa Psychic nè, come on. Last one rồi. Không được luôn. Không cho là không cho. Schoolgirl, Luxio, Metapod, Pancham, Galarian, Duramaka, Indeedee, Growlithe, Volynx, Chansey. Oh, so cute, so cute. Nữ y tá trong thế giới Pokemon của chúng ta nhưng mà chưa có lớn nè. Chansey, tiến hóa lên thành Plissee ha. Oh boy, Grimmsnarl. Suýt nữa thì hết rồi. Hollow Rare. Alright, như vậy thì đối với box Hoopa V không tính hai lá promo với lại cái lá jumbo này thì chúng ta sẽ có hai hit, một V và một full art, tốt hơn rất là nhiều so với Elite Trainer box rồi. Nhưng tất nhiên nếu như các bạn may mắn hơn vẫn hoàn toàn có thể ra được một lá rainbow, gold, alternate art từ những cái booster pack ha. Và đây, code time. Giveaway một lúc 4 code nha. Xong chưa, xong chưa? Mời bạn lên code thôi nha. Ok. Đấy. Và cuối cùng trong tập của ngày hôm nay, một sản phẩm mà mình cũng gọi là khá là mong đợi nhất ha. Bởi vì từ trước đến nay á, mình không có mua nhiều những cái tin box. Chính xác thì tính luôn cái tin box được tặng này ấy, nó là cái tin thứ hai mình có nha. Cái hộp trước là của series Pokemon Detective Pikachu. Yeah. Ok. Đây. Trông rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Nhưng mà để mình tách cái lớp bao ni lông này ra đã. Cái hộp tins này nó có cái tên chính thức là A Treasure Chest, hoặc là các bạn có thể gọi là Collector Chest cũng được. Và những cái gì bên trong... À mà thôi khoan, khỏi đọc trước những gì bên trong đi, để mình mở ra cho nó noa. Bất ngờ, có artwork của Gigantamax, Charizard, chú béo Gigantamax, siêu to khổng lồ với một cái đuôi gọi là thêm nhiều cái nếp gấp đường xét nữa. Đấy. Rồi, còn cái mặt của cái đáy có hình của Rillaboom, Cinderace và Inteleon, ba em Pokemon Starter của Gen 8. Cái này ở nước ngoài người ta gọi là cái lunchbox, kiểu là một cái hộp đồ ăn trưa đấy. Chúng ta sẽ mở ra ở cái khóa đây nha. 1, 2, 3. Đầu tiên nào, ba lá Hollow Rare của Cinderace, Inteleon và Rillaboom như là ở bên ngoài cái hình. Rồi còn đây là một cái coin. Oh yeah, trong mấy cái tins này chúng ta hay có mấy cái coin lắm để mà phục vụ cho cái việc ui, nó bị tuột chơi game đó các bạn. Hình em Charizard nha. Wow, lấp lánh diamond rất là đẹp luôn. Oh my gosh, tuyệt vời. Đây không phải là những lá Hollow Rare promo card nha các bạn, mà nó là thuộc một cái series đàng hoàng. Đây nhá, cái logo này mình quên là của series gì rồi. Nhưng mà nếu mình không lầm thì nó cũng là những cái lá đặc biệt exclusive chỉ có trong cái box này thôi thì phải. Bởi vì các bạn coi cái holographic của nó nè, nó khác so với những cái lá Sword and Shield bình thường ha. Sẽ có những cái sọc nó dọc các bạn thấy không. Còn cái này là nó dạng kiểu như là mấy cái vòng tròn nó bokeh đó. Đấy. Đây là của Inteleon. Đây là của Cinderace. Và Rillaboom. Đây, trước tiên thì mình sẽ cho em nó sleeve trước cái đã. Tiếp theo, trong hộp chúng ta có 3 5 và một lá code. Lá code này xin phép các bạn mình giữ lại nha. Đâu xem nào. Ta có
2 pack Vivid Voltage, 1 pack series cũ hơn nữa, Sword and Shield Rebel Clash, và wow, 2 pack Sword and Shield Base series luôn nha các bạn. Đây là cái series mà nó bắt đầu của cả một cái Sword and Shield ấy. Nó chỉ có cái tên chính thức thôi nè, nó không có một cái tên phụ các bạn thấy không? Alright, alright. Tiếp theo nào, ở dưới đây là hình như là một cái bộ sticker. Và wow. Đi cái à một cái mini album, mình coi cái mini album này trước đi. So cute. Hơi bị dễ thương luôn. À, một cái trang như vậy thì sẽ để được một thẻ vào nha. Đây nha các bạn. Hả? Rồi, hơi bị dễ thương luôn. Ở mặt trước hình Gigantamax Pikachu. À, sau VMAX Charizard. So cute, so cute. Rồi, còn đây là cái gì? À, hết rồi. Chúng ta có bộ sticker. Sticker, rất nhiều sticker luôn. Nguyên một sub luôn. Bộ 3 starter nè. Các thể loại Charizard Pikachu. À, thêm một bộ 3 starter nữa và Charizard Pikachu. Ok. Hiện hò luôn. Còn cái này là một cái một cái notebook. Ok. Để mà chúng ta có thể take note nha. Có hoa văn của 3 starter ở ba góc. Yep, có thể gọi thì cái box này nó là một cái box dạng như là merch, những cái vật phẩm liên quan tới Pokemon TCG. Tất nhiên là kèm theo 5 cái booster pack nữa nha. Ok, như vậy thì chúng ta vẫn còn cơ hội với lại Pikachu béo siêu to khổng lồ với 2 pack Vivid Voltage này, Rebel Clash mình cũng quên mất là những cái lá đỉnh cao của series này là gì rồi. Thôi thì cứ mở ra đi rồi tính ha. Sword and Shield là khởi đầu của những lá vi. Mở trước đi nha. Sword and Shield. Này, giveaway code cho các bạn nè. Đó. Này, 3, 4. Fire. Hay quá, hay quá. Nhiều khi mình có duyên với những cái series hoài cổ này sao ta. Sobble, Galarian, Ponyta, Mawile, Lucky Egg. Lucky, nghe là Lucky rồi đó. May mắn rồi đó. Là sao có may mắn không? Yo, Cinderace á. Đây có rồi nè. Trời ơi, cho làm gì nữa. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy ha, nó có hai cái texture holo rare khác nhau nha. Cái này là như của một cái series Sword and Shield bình thường nè. Nó những cái sọc dọc thẳng đứng. Còn cái này là poker. Đó. Pack thứ 2, Sword and Shield featuring artwork của Zacian. Em Pokemon kiếm, hồi nãy là em Pokemon khiên. Giveaway. Code. Pam pam pam. Và cũng giống như vậy luôn, trong một cái box tin đặc biệt như thế này, tỷ lệ cũng sẽ không có gì đặc biệt. Phụ thuộc vào nhân phẩm 100% cả các bạn ạ. Wulu, Sinistry, Pikachu, Whimsicott, Yup. Let's go, Sublime, Full Art, here we go, go. Nếu như mình nhớ không lầm là mình cũng đã có một lá Sublime Full Art rồi, nhưng mà nó của series khác. Em nó ôm một cái viên ngọc đỏ rất là to. Còn em này thì nó đang ở trong cái tư thế nó thủ thế gì đó. Yeah, nó vẫn là một cái lá Full Art. Here we go. Nice. Nice. Not bad, not bad. Mình sẽ để em này vào top loader. Ok. Full art thứ hai trong tập. Rồi, tiếp theo nào. Rebel Clash. Series này thì theo mình nhớ thì nó cũng không có những cái lá gì đặc biệt cho lắm mà mình thực sự mong đợi. Bởi vì từ Rebel Clash thì nó cũng vẫn chưa có Alternate Art nha các bạn. Đấy. Chính thức á, những cái lá Alternate Art giá trị sánh ngang hoặc là hơn cả Rainbow Rare á, thì nó bắt đầu từ series
single với lại Rapid Strike. Ok, vậy thôi thì một Black Rainbow đi. Black Rainbow random cũng được, được chưa? Nước nào? Weak, Dark, Energy, Eat More, Satu, Tranquil, Growlithe, Rolycoly, Meditate, Grubbin, Electabuzz, Phantump, Epidapump, Poom, Galarian Kozlar. Cây xương rồng bị héo queo, trắng bóc. Với sức mạnh của Mythical Zaruk, khỉ, thần rừng khỉ này sẽ giúp chúng ta kiếm được Pikachu, VMAX, Rainbow Rare của Vivid Voltage. Let's go nào. Con nha các bạn ơi. Ok. Mình cảm thấy nguồn năng lượng của Pikachu rất mạnh mẽ. Ui, sai kích rồi. Ui, đến từ nãy tới giờ. Giờ mới ra, không đoán mà ra. Oh, đây sẽ ra những lúc mà chúng ta không mong chờ nhất các bạn ạ. Cũng sẽ giống như là em Pikachu Rainbow Rare. Oh, Metacross. Liên quan luôn. Liên quan luôn. Không, ý là mình lộn đó các bạn. Ý là mình là em Mythical Celebi này mới chính xác là người dẫn đường chúng ta đến em Pikachu Rainbow Rare Gigantamax mà chúng ta mong đợi từ trước tới giờ đây. Đấy. Còn nhá. Chà. Let's pack magic luôn nè. Một kịch bản quá đẹp luôn rồi nè. Đấy. Hả? Xét nào. Kaboom. Fighting. No. No problem. Đấy. Sableye. Gogoat. Graventular. Wubat. Aracuda. Seedot. Phanpy. Và last pack magic sẽ là có thật với pack này. Last pack a little bit magic thôi các bạn. Magic có chút treo à. Coi nhưng mà có chút treo à. Trời ơi. Colossal V Pokemon than đá gì đây nè. Thiệt luôn ấy. Mình không có bài tập làm văn nào của mình mà nó gọi là học sinh giỏi toàn quốc hơn các bạn. Toàn là học sinh khá không. Kịch bản nó quá đẹp rồi. Mình đã viết nó quá đẹp như thế rồi. Chỉ có việc là gọi như là ra Rainbow thôi. Đúng không? Là viết nên biên niên sử rồi. Come on. Ok các bạn ơi, và như vậy thì như mình cũng đã nói ở ngay đầu video, tập này thì chúng ta sẽ không thể nào lỗ được mà là auto lời, cho dù là có mở ra được kết quả như thế nào đi nữa. Một lần nữa anh cái tay mình cũng muốn gửi lời cảm ơn rất là nhiều đến GameStop.vn vì đã gọi là tài trợ cho tập của ngày hôm nay bằng những cái món quà tặng về Pokemon TCG thật là chất lượng và xịn sò, chính hãng 100% từ trong hãng chính ra luôn. Bạn nào có quan tâm tới thú vui do siêu tầm thẻ Pokemon có thể ghé qua tham khảo thêm ở trang web của GameStop.vn hoặc là trên những cái store của họ trên Shopee cũng như là Lazada nha. Nếu được thì các bạn có thể để lại thông điệp from Toy Station with love. Oh yeah. Còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho kênh tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Anh kênh tay sẽ trở lại trong những video thực thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.